Ta xây xong xem team Chelsea và Tây Ban Nha nữa là xong. Chelsea đâu rồi? Chelsea, Chelsea. The fuck? Chelsea đâu rồi? Chelsea đây rồi này. Ngay đầu. Tây Ban Nha. Xem có đủ không nhá. Spania. Team MU đội nào? Team MU tuyển Anh. MU tuyển Anh hoặc MU Pháp là mạnh nhất. Đây, Spania. MU Pháp khó xây à? À. Đây là Chelsea với lại Tây Ban Nha này. Đây là Chelsea với Tây Ban Nha của các bạn đây. Có Mata, Diego Costa, Fabregas, Azpilicueta. Pedro, Romeu, Morata, khá đầy đủ đấy. Torres nữa, đấy. Có cả Torres, Alonso, xây này gần full team rồi đấy. Thủ môn Kepa, đấy, thủ môn Kepa nữa. Xây gần như full team được. Lên tỷ đạt á, nếu chơi cầu nối như thế thì được book qua hai team color thôi. Nếu chơi Real Tây Ban Nha á, mà chỉ một mình Raul cầu nối thôi chỉ được hai team color. À được hai overall. Thế này, giống như kiểu cầu nối thế này này. Cái cầu nối đấy thì nó hơi ít điểm. Đây. 5 con Real, 5 con Tây Ban Nha chẳng hạn, một con cầu nối ở giữa đây. Thì nó chỉ được hai team color, hai overall. Còn nếu mà nó cầu nối bằng 5 con nhá. 5 con vừa Real vừa Tây Ban Nha. Đấy. Thì nó sẽ được là team 88 thì nó sẽ 3 overall. Anh đang build team 88 thôi chứ không thích build team của 66 đâu. 66 dễ quá. Vâng. Tây Ban Nha Barca thì được cộng 3 điểm nếu mà chơi 88. Tùy từng loại xây. Thế này tôi đã nói lại lần nữa đây. Bạn tùy thích chơi kiểu gì, tôi chơi 66 này. 5 con Barca, 5 con Tây Ban Nha. Một con vừa Barca Tây Ban Nha thì nó được là 2 điểm overall, không được cái quái gì nữa cả. Tất cả là 2 overall thôi. 2 là xây dạng 88 thì 5 con vừa Barca vừa Tây Ban Nha, 3 con Barca riêng, 3 con Tây Ban Nha riêng thì được full overall cộng 3 để 88. Đang cúm, đang bị ngạt mũi. Nào bây giờ chơi nhá. Alonso tôi sẽ chơi luôn. Alonso. Nhưng mà chạy chậm quá nhỉ. Chạy lấy đi. Sợ nồi. Một con này. Aspili chạy 67. 74. Lấy con này đây. 2 này. Tiếp theo là vị trí nào? Tio Diego Costa. Mùa này, mùa này. Đây, mùa này ngon hơn. Mùa này nó có ma tốc độ. Nhưng mà cái này nặng cân hơn. Ui. 89 cộng 5 lên được ngon nhỉ. Cộng 5 này hơi hơi quá đà. Mặt bằng chung thì con này này ngon hơn. Mặt bằng chung thì con hàng mùa hot ngon hơn. Nhưng về chỉ số ẩn thì con hàng mùa TC lại ngon hơn. Lấy TC. Coi như tầm cộng 3 đi. Rồi. Torres. Thừa tiền đạo quá. Nguyên nghi tê đúng không? Nếu team chơi 86 thì 8 thằng sẽ được cộng 3 điểm, 6 thằng kia được cộng 2 điểm. 86 thì cộng thế thôi. Tại 88 Brazil Real nó bị dối à? Tính bỏ qua làm team Real Tây Ban Nha, Real Tây Ban Nha vẫn yếu. Real Brazil nãy làm thử rồi đấy. Vừa nãy làm Real Brazil thử thì thấy ok hơn là Real Tây Ban Nha. Real Tây Ban Nha sẽ thấy khá mỏng. Chào Nguyễn Hoàng nhé.
4212 thì Pedro Costa, Pilis, Fabregas, Mata. À, ừ được đấy. 4212 chơi Costa, không chơi Torres đúng không? Không chơi Torres, không chơi Morata. Có chơi Mata. Mata mùa này, ui rồi. Chỉ số 94 nhưng lương 18 so với chỉ số 93 này. Đấy. Mata này. Fabregas thì chơi mùa đây, mùa này. Fabregas. Romeu. Romeu đã CDM này. Nguyễn Hoàng ạ, ok. Ừ, ok đi đặt nhá. Real với Pháp nãy xây chưa nhỉ? Không nhớ lắm, hình như là cũng không ngon. Real với Pháp xây vào không ngon tí nào cả. Phạm Viên đã được, nguyên team tuyển Pháp này này. Nếu full team tuyển Pháp thì sẽ xây được team này. Đấy. Nguyên team tuyển Pháp sẽ xây được là được 3 điểm overall cộng với lại khéo léo 2 và chuyền ngắn 1. Đấy, xây full team riêng team Color đấy. Thủ môn Kepa. Pedro. Có mỗi mùa này thôi. Chelsea với Bỉ á, Chelsea Bỉ chưa thì thử. Chelsea Bỉ không biết có đủ không. Riêng Chelsea Tây Ban Nha đã có được 2, 4, 6, 7 con rồi. 7 con hàng Chelsea Tây Ban Nha nhé. Bây giờ số còn lại thì xây rất là dễ. Bây giờ là 2 Chelsea và 2 Tây Ban Nha nữa xong. Đúng không? Chỉ cần 2 Chelsea ngoài, 2 Tây Ban Nha ngoài nữa là xong. Rất dễ dàng. Biên Xuân Huy ở chưa em ơi? MU với anh đêm qua nhưng mà chưa kịp up. Phạm Viên là tất cả các mùa. Cứ quốc tịch là được, tất cả các mùa đều được, kể cả Icon nhé. Chelsea hình như còn có thêm mấy ông như kiểu là ấy nhỉ. Chelsea còn có ông gì nhỉ, tự nhiên quên rồi. Zola, Zoliet, nhưng mà thôi, mấy con đấy cũng lởm lắm. Kepa 18S cũng được nhưng mà tí tính sau. Bây giờ đang có thừa lương nên thoải mái. Chelsea này. Hay bây giờ tôi thử lấy với Bỉ nhá. Bỉ là cái gì nhỉ? Mình quên mất chữ Bỉ là nó viết trong đây là chữ Bỉ là gì rồi. Bỉ. Ly sứ. Phải không nhỉ? À đúng không? Đây. Bỉ đây rồi. Hàng Chelsea với Bỉ thì có đủ không đây? Chelsea với Bỉ có 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Ui. Vừa đủ nhá. May quá. Như vậy Chelsea với Bỉ là vừa đủ 5 con luôn. Rất may cho các dân chơi. Hà già lắm mùa thế. Chelsea với Bỉ thì có đủ luôn. À đây có cả Thorgan nữa, anh em nhà Thorgan. Đây anh em nhà Haza nữa nên là nó trông nhiều Haza thế, hóa ra là Thorgan nữa. Thế đủ 6 con đấy. Chelsea với Bỉ có đủ 6 con luôn. Nếu Chelsea với Bỉ thì thừa sức. Ngon đấy, được đấy. Đặc biệt có được Rainer đấy. Rồi bây giờ đang tính lại nào. Với Chelsea là 4-1-2-1-2 hả? 4-1-2-1-2 thì Chelsea lấy con hàng nào ấy đây giờ? Ở đây có những gì rồi? Có thủ môn rồi này. Có hậu vệ trái, hậu vệ phải này. Có hàng chạy cánh này. Tiền đạo cắm này. Tiền vệ này. Và tiền đạo cánh này. Không ổn rồi. Hoặc con này là CM. Nếu CM thì con Pedro vứt được đâu? Man City mới là tốt đó. Man City ăn. Bác Khánh YouTube ok bác ấy. Bác nên đầu tư dần dần đi. Để Sally bác Sally Lukaku. Không, mình đang tính riêng nhé. Chelsea với lại Hà Tây Ban Nha đó. Nếu bỏ con này đi thì cũng được. Dạ. Nếu mà không cần thì bỏ con đĩ Pedro đi. Đá có vẻ hơi hơi thừa.
thì chỉ cần 5 thôi. 2, 4, 6 vẫn còn thừa này. 6 con cơ mà. 6 con này thì bây giờ thầy lừa lấy thêm là 3 con Chelsea hoặc 3 con Tây Ban Nha. Đấy. 3 Chelsea hoặc 3 Tây Ban Nha và 2 con còn lại là 2 con kia khác. Thế là xong. Hai chào An Việt nhé, chào Huy Nam nhé. Varane, Theo, Mendy á. À, không được anh Tài ạ, mà Mendy chưa tính. Benzema, Makelele thì được nhá. Có Varane, Theo, Benzema, Makelele, còn Ferland, Mendy chưa tính. Vừa nãy tôi xây rồi anh Tài nhé. Vừa nãy xây Real Pháp rồi, Ferland, Mendy nó chưa tính dành cho team color của Real. Bởi vì mới chuyển về. Nói đi nói lại rất nhiều lần rồi là mới chuyển về mùa hè này, không được tính team color. Và bác thấy nghiêm túc đấy, nếu mà xây Arsenal Pháp thì bác có quá tuyệt vời luôn. Rồi, 4-1-2-1-2 đúng không? Thì chúng ta đang có hai hậu vệ cánh, một thủ môn rồi, một tiền đạo cắm rồi, một CAM, một CM. Thế thiếu một tiền đạo cắm, một ông cắm, một ông CDM và hai trung vệ. À, trung vệ lấy Tây Ban Nha nhỉ? Ramos hả? Hay để xem là Chelsea trước đã có gì nữa. Nếu CAM với CM thì chắc lấy con hàng De Bruyne đi. Một con CM đá cặp với lại con Fabregas. CAM nó có con hàng Mata rồi. CDM của Chelsea hay là con hàng Gullit đi nhỉ? Gullit đá CDM được không nhỉ? Hoặc Kante. Tôi Khánh lại tìm MU Pháp à? Anh Tài không còn con hàng ấy nữa. Con hàng Lassana Diarra đấy. Thì đấy, nếu mà Pháp ấy thì chơi Luka Zidane hoặc là chơi con hàng ấy thôi. Anh Tài chắc phải chơi xây thêm con Lassana Diarra thôi. CDM Petty ạ? Ở nhà ở đúng. Petty hơn. Nếu Petty thì lại thiếu phí quá nhỉ. Nhưng thấy chúng ta phải bỏ một con nữa ra. Bỏ con bố con Fabregas đi nhỉ. Chơi luôn hai con này. Ba vị trí Chelsea luôn. Ba vị trí Chelsea là Petty, De Bú và Gullit. Vứt mẹ con hàng ấy đi, Fabregas đi. Đúng không? Vứt đi, chúng ta vẫn còn thừa đủ 5 vị trí của ấy, Chelsea và Hà Tây Ban Nha luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, Mata đấy. Thì ba vị trí tiền vệ dưới, ở dưới sẽ là có Petty đá CDM, có Gullit với lại De Bruyne đá vị trí CM trung tâm, CAM Juan Mata. Tiền đạo cắm là có con hàng này rồi. Bây giờ liên lấy một tiền đạo cắm Tây Ban Nha nữa và hai trung vệ Tây Ban Nha nữa thôi là hết. Một con cắm Tây Ban Nha và hai trung vệ Tây Ban Nha nữa là đủ. Xì Ban Nha, Phú Tháo Giá đây, Xì Ban Nha. Ừ, Salah có team Chelsea đúng. Bây giờ trung vệ là Ramos với lại con hàng Pique. Được cái nhỉ, chơi đi. Đấy, Ramos, Pique và con gì nữa nhỉ? Ramos, Pique và tiền đạo cắm. Ui, Iago Aspa, Borja Iglesias như nồi. Cắm con nào bây giờ? Con nào cũng như cái nồi. Adudit. Chào Chí Nguyên. Chí Nguyên không? Em thích thì chơi, thấy không? Em thích xây team color thì chơi, còn không thích thì em cứ giữ nguyên cái team em đang có, chả sao cả. Puyol á, không. Tôi thấy PK đá cặp với lại là hợp lý rồi. Bây giờ tiền đạo đá cặp với lại con hàng Costa, lấy con gì bây giờ? Người Tây Ban Nha. Một tiền đạo đá cặp với Costa, người Tây Ban Nha, bây giờ lấy con gì đây? Anh Tài đúng không? Phiên âm tàu dài. Đây này,
Sergio Busquets này đấy, tiếng tiếng tàu dài vãi cả nồi luôn. Borja Iglesias, ôi dồi ôi. Có khi lấy con này được này. Con này vừa to khỏe này. Đấy. Chạy nhanh này. To khỏe chạy nhanh đấy, đầu mạnh này, ZD này, đấy. Bucha hoặc Morata đấy. Torres cũng được. Nhưng Bucha có vẻ như là sẽ kết hợp tốt hơn. Bucha biết truyền. Nha, Bucha biết truyền hơn con hàng Torres. Dê khéo hơn, chạy khôn hơn. Cho Costa làm tường con Bucha chạy. Được này. Xong. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 xong rồi nhá. Đây là team color của Chelsea Tây Ban Nha. Nhưng nếu tình hình này tôi thấy có vẻ như sẽ hơi yếu một tí về vị trí thủ, đặc biệt là hậu vệ cánh. Vừa mà không tên giao dịch thế là hơi hơi nát thôi. Thắng Phạm á, hay đang bị ấy, cúm. Rồi, bây giờ sẽ đến với lại tổng lương. 7 này, 13 này, 19 này, 20 này, 8 này, 18 này, 22 này, 18 này, quá lương rồi. 20 này, 17 này, 16 này. Chúng ta đang bị quá mất 3 lương. Quá 3 lương vậy chúng ta sẽ phải hy sinh một vị trí nào đó giống như là Ramos, Gullit. Rồi, quá 3 lương đúng còn Gullit luôn. Ê, nó mới cay, quá 3 lương. Thôi, xong. Lấy Gullit TT thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ lại là được free một lương. Nếu lấy Gullit vào thì chúng ta sẽ free ra một lương Gullit TT. Không thay được, không thay được nhé. Đây là vị trí mà buộc phải có. Tức là vị trí vừa Chelsea vừa Tây Ban Nha, không thể thay nhé. Đây là điều không thể thay. Những vị trí, 5 vị trí, điều đó gọi là xương sống không thể thay này, là phải đáp ứng đủ cả hai team color. Đó là những vị trí nào? 1. Kepa. 2. Aspili. 3. Marco Alonso. 4. Mata. 5. Là Diego Costa. Xong. Tổng kết lại nào. 174 lương. Đây là một đội hình của Chelsea nhé. Vừa Chelsea vừa Tây Ban Nha. Búp tim theo công thức 88. Và tất cả sẽ được cộng là 3 điểm chỉ số. Thủ môn Kepa 18. Hậu vệ phải Azpilicueta mùa 18S cộng 5. Hậu vệ trái là con hàng Marcos Alonso 18 thường cộng 5. Chậm. Hai cánh rất yếu. Trung vệ ngon thì đó là Pique mùa hot cặp với lại Ramos mùa TI. Hai con này thì bù trừ nhau hoàn hảo. Một con đấm nhau càn quét, một con hàng là sẽ bọc lót là Pique. Vị trí tiền vệ rất cực mạnh gồm có Petty mùa hot đá CDM. Hai vị trí tiền vệ trung tâm gồm có Gullit mùa TT và De Bruyne mùa TI 10 TI 20, TI 19. Hai vị trí gọi là TT và TI này quá ngon rồi. Sơ đồ 4-1-2-1-2 đá hẹp. Thì CAM sẽ là con hàng Juan Mata. Khá mỏng nhưng được cái nhanh nhẹn khéo léo. Hai vị trí tiền đạo cắm gồm có Butragueño và Diego Costa. Costa làm tường cho Butragueño chạy rất khôn. Một đội hình của Chelsea và Tây Ban Nha hơi hơi kém.